Để cãi nước. Rồi, bây giờ mình học ha. Minh Châu ơi, Minh Châu, quay trở lại lớp nào. Minh Châu. Ok, rồi, bây giờ mình học ha. Bữa trước cô Trang dặn mình á là về nhà học từ vựng đúng không? Đúng không nào? Ok, bữa nay cô Giang kiểm tra lại từ vựng nha. Đợi cô một xíu. Lớp mình là 1D1. Rồi, bây giờ cô mời bạn đầu tiên. Cô mời Khánh Nam. Khánh Nam ơi. Dạ. Rồi, vũ công á, mấy cái người mà nhảy múa á, diễn viên múa thì gọi là gì? Tiếng Anh. Dancer. Dancer. Vậy còn động từ là nhảy múa không thôi thì là gì? Từ nhảy múa là gì nhỉ con? Dance. Dance. Yes. Rồi, từ mấy từ còn lại thì dễ rồi ha. Từ âm nhạc nào. Music. Thế thì từ từ có là gì nhỉ? Have. Yes, have. Rồi, con nói cho cô cái câu. Con đến từ Việt Nam. Khi cô hỏi là Làm. Yes, I'm from Vietnam. Khi cô hỏi cái câu hỏi là Where do you from? Where do you from? Where are you from? Có nghĩa là bạn đến từ đâu? Được chưa? Khi cô hỏi câu hỏi này thì các con sẽ trả lời là I'm from Việt Nam. Rồi, cảm ơn bạn Khánh Nam nhiều nha. Khánh Nam có học bài. Bạn tiếp theo, cô mời Trúc Như. Yes. Trúc Như con có học bài chưa? Rồi ạ. Ok, Trúc Như nói cho cô nghe, nhảy múa là gì nhỉ? Nhảy múa là gì con? Cô không nghe thì chút như nói. Chút như ơi, cô không nghe thì con nói. Chút như, nói cho cô nghe từ nhảy múa là gì nè. Con không biết. Con nói con có học bài rồi mà. Thế thì con có học bài chưa? Trả lời lại cô nghe nè. Ok, rồi cô sẽ ghi nhận lại cuối giờ cô đánh giá ha. Nhưng mà không sao hết. Vậy thì bây giờ nói cho cô nghe từ tiếp theo, từ âm nhạc là gì? Từ âm nhạc con có biết không nhỉ? Con không biết thì con nói con không biết. Trúc Như, Dạ. con có biết không từ âm nhạc? Không. Rồi ok, Trúc Như hôm nay chưa có chuẩn bị bài ha. Rồi cô mời bạn Hải Đăng nè. Hải Đăng. Dạ. Được thì con Rồi. thì đang được tin Hải Đăng nói cô nghe, từ vũ công là gì? Dancers. Yes, vũ công là dancer. Thế còn từ nhảy không thôi là gì? Dance. Dance. Cái từ dance với từ dancer nó khác nhau là ở chỗ cái từ dancer mình thêm hai cái chữ ở cuối cái từ dance mình thêm hai chữ e và chữ r thì nó sẽ ra vũ công. Còn cái từ nhảy không thôi chỉ là dance. Chỉ cần thêm cái đuôi e với r thì nó sẽ thành dancer.
mà dancer thì là vũ công. Rồi, hãy đăng. Where are you from? I'm from Vietnam. Yes, you're from Vietnam. Rồi, con hỏi cô đi. Con hỏi cô lại. Cô đến từ đâu? Con hỏi cô đi. Cô đến từ đâu? Cô đó hỏi sao nhỉ? Rồi, lặp lại theo cô nè. Where are you from? Where are you from? Where are you from nghĩa là gì? Bạn đến từ đâu? Oh, I'm from Vietnam too. Cô cũng đến từ Việt Nam luôn. Rồi, ok. Cảm ơn Hải Đăng rất nhiều. Bạn cuối cùng nè. À, Minh Châu. Yes. Con có biết từ cái quạt không? Fans. Yes, fans. Fine. Can you spell it? Spelling. F-A-N. Yes, it's too easy to do it. Nó rất là dễ ha. F-A-N. It is fan. Fan. Okay, it's so cool. À, rồi, nói cô nghe tiếp theo nhé. Từ nhảy, múa. Dance. Dance. Đọc lại nào. Thêm cái đuôi xì ra cho cô. Dance. Dance. Ừ, dance. Rồi, vậy nếu như mà mình muốn nói là vũ công thì mình phải thêm cái đuôi R vô cái từ dance. Vậy thì khi này mình đọc là gì? Dancer. Yes, dancer. Rồi, từ cuối cùng nào. Âm nhạc. Music. Yes, music. Rồi, where are you from, Minh Châu? I'm from Vietnam. Nào, phát âm lại, không đọc là from, đọc là from. From. Nào, from. From. Ok, con cần luyện tập thêm cái từ from ha. Mình hạn chế đọc là from, from, đọc là from, from, from. From. Ok, bây giờ luyện lại cho cô nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay cả lớp mình bạn nào cũng học bài đầy đủ cả. À, cô biết là Trúc Như có cố gắng, nhưng mà con cần phải nỗ lực hơn, bỏ nhiều cái sự tập trung của mình hơn để có thể nhớ bài. Tại vì không phải là bạn nào cũng có thể nhớ bài nhanh cả. Cho nên là Trúc Như về nhà con nhớ dành thời gian ra học cho cô nhé. Hoặc là trước buổi học, thí dụ như 7 giờ rưỡi mình học, thì bây giờ Trúc Như cho cô là 7 giờ con vô lớp, con kêu mẹ đưa cái tấm hình mà hồi hôm bữa con chụp nhưng mà mẹ con về quê đó mất tiêu rồi. À, là mẹ con chụp nhưng mà bị mất cho nên con mới không có bài học đúng không? Đúng rồi. Mẹ con về quê mất rồi. Dạ. Rồi vậy thì hôm nay lưu ý lại nha, nói mẹ cẩn thận hơn một xíu để giữ bài vở cho con nha. Rồi để tránh cái tình trạng đó thì sau khi tuần mà... sau mẹ con mới về cơ. À vậy hả, tuần sau mẹ con mới về hả? Dạ. Rồi vậy thì cuối bài học ngày hôm nay cô sẽ chụp cái bài này lại, cô gửi vào trong cái box chat cho con nha. Trong cái hộp dạ. Trong cái hộp thư á, trong cái hộp thư tin nhắn của lớp mình nè. Chết rồi, cô Trang bị cảm rồi. Chứ có sao đây. Đợi cô xíu, bài vở của mình đi đâu rồi ta? Rồi, đây, hôm trước mình học qua cái bài này rồi, bây giờ mình sẽ qua tiếp theo luôn. Rồi, học qua bài Cultural 2 rồi, bây giờ mình sẽ qua Cultural 3. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề soccer. À, bạn nào biết soccer? Cô ơi! Ơi, cô nghe. Ta không nhìn thấy màn hình. Ok, sorry. Wait a minute, I will share my screen. Okay, now you see
Thấy chưa con? Con thấy rồi ạ. Rồi, ok, hôm nay à, vừa nãy cô đang hỏi là có bạn nào biết soccer, soccer là gì không? Bạn nào biết bật mic lên trả lời luôn nè. Không ai biết hết hả ta? À, thấy cái bộ môn mà, cái bộ môn thể thao mà cô đang chiếu trên màn hình này. Bộ môn đó là bộ môn gì? Ai biết bật mic lên trả lời. Đá bóng á. Ờ đúng rồi, đá bóng, đá banh. Đúng chưa? Đá bóng hay còn gọi là đá banh nữa. Rồi, cái môn này trong tiếng Anh mình sẽ đọc là soccer. Soccer. Rồi, để biết cái từ này ghi làm sao thì bây giờ mình cũng sẽ tìm hiểu nha. Để cô ghi cái tựa đề bả. Soccer in the UK. Rồi, à, chúng ta sẽ có các từ vựng sau đây. À. Rồi, đầu tiên nha, từ soccer. Soccer có nghĩa là đá bóng. Hoặc mình có một cái từ nữa đó là football. Football, football cũng có nghĩa là đá bóng. Cô sẽ ghi cả hai từ cho cả lớp luôn nha. Soccer, football. Hai chấm. Đá banh. Tiếp theo. À, mình có từ tiếp theo nè. Là à, các con thấy quả banh không? Quả banh hình thứ nhất. Quả banh mình đọc là ball. Ball. Từ này mình học rồi nè. Cái từ ball này là mình học rồi. Trái banh. Rồi, tiếp theo từ thứ ba đó là cái áo. Thường á, các cầu thủ trong một đội đội đá banh á, thì họ sẽ phải mặc áo chia làm hai đội, thì một đội sẽ mặc áo màu xanh và một đội sẽ mặc áo màu đỏ, tùy thôi người ta muốn lựa màu nào lựa à. Nhưng mà hai đội phải hai màu khác nhau à, để làm chi, để khi mà đá trong sân á, thì mình có thể dễ nhìn thấy đồng đội của mình hơn. Rồi, và những cái áo đó phải là áo làm bằng thun, chất liệu là thun mát để cho các cầu thủ không có bị nóng này, rồi nó dễ thấm hút mồ hôi hơn. À, vậy thì chúng ta biết được áo thun. Áo thun mình học rồi, bạn nào biết không? Bạn nào biết bật mic lên trả lời. T-shirt. Yes, that's right. T-shirt, áo thun. Minh Châu rất là hăng hái phát biểu trả bài. À, các em nha, khi mà trong quá trình học á, các em bạn nào mà hăng hái phát biểu trong lớp nhiều á, thì tới cuối buổi học cô sẽ đánh giá, cô sẽ có lời khen tích cực hơn cho bạn. Rồi, tiếp theo nè, vừa nãy mình biết đá banh rồi ha. Đá banh là soccer hoặc là football, là đá banh. Chờ, cô ghi bên này là đánh banh. Sorry cả lớp nha. Rồi, đá banh phải đá bóng. Rồi, còn từ gì nữa không nhỉ? Bây giờ mình sẽ nghe. Hả, sao? Yeah, con hết từ ra. Hả, con hết từ rồi hả? Rồi, để cô bật bạn lên cho. Châu nói là còn hai từ nữa. À, còn hai từ nữa đúng không? Rồi bây giờ mình cũng cùng nghe xem cái từ đó là từ gì nhé. Đợi cô bật lên nào. Đây. Listening 94. Listen and point. Listening 92. Rồi, các bạn có nghe thấy âm thanh không? Nghe rõ không các em? Is it loudly? Is it clearly everyone? Yes. Okay, chúng ta bắt đầu ha. Listen and point. Ball. T-shirt.
shirt. Kick. Score a goal. Listen and repeat. Ball. T-shirt. Kick. Score a goal. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại cái từ sau đây. Từ đầu tiên là trái banh, đọc là ball. Từ thứ hai, áo thun, t-shirt. Soccer, soccer có nghĩa là đá bóng, đá banh. Cô bổ nghĩa thêm, cô bổ sung cho các em thêm một từ đó nữa là football, football. Rồi, từ cuối cùng là kick. À, còn một từ nữa là từ kick. Kick có nghĩa là đá. Kick có nghĩa là đá nha. Đá tức là mình lấy cái chân mình đá lên trái banh á, thì mình gọi là kick. It means đá. Rồi, từ tiếp theo đó là từ ghi bàn. Đây các em thấy cái bức tranh, cái bức tranh cuối cùng này, bức tranh thứ tư này, cái bạn cầu thủ áo blue này đang ghi bàn vào khung thành, đang ghi bàn vào lưới. Người ta gọi đó là score a goal. Score score a goal. Ghi bàn, gọi là ghi bàn. Score a goal. Rồi, để cô phóng to ra, hình như nó hơi nhỏ. Các bạn thấy rõ hết không? Có nhỏ quá hay là nó nhỏ quá hay sao thì nó tiền nha. Con nhìn thì nó to. Rồi, ok, to là tốt rồi. Mình thấy rồi. To. Ok, cảm ơn hai bạn rồi. Bây giờ chờ cô chút để cô lấy cái cục sạc. À không, không cần đâu. Nó nằm ngay đây. Đâu rồi? Wait a minute. Cô cắm sạc cái... chào Tiến Phương. Cả lớp ơi, chờ cô 2 phút nha. All right. Right. I'll be back. Rồi, vừa nãy cô đang giảng tới cái khúc từ vựng mới đúng không? Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nha. Cô sẽ đọc lại một lần. Cô chỉ tới đâu cả lớp nhìn theo cái phần chữ cô bôi đen tới đó nha. Đầu tiên, ball. Ball. Ball, trái banh. T-shirt, T-shirt,
T-shirt, áo thun. Shocker, shocker, shocker. Football, football, football. Đá banh, đá bóng. Kick, kick, kick. Đá. Đá tức là dùng cái chân đá đi đó. Tiếp tục. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Ghi bàn. Rồi, đây nè. Hình đầu tiên. Hình đầu tiên là trái banh. Trái banh đọc là ball. 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 The number two is t-shirt. 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 And the number three is kick. 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 The number four, score a goal. Score a goal. Score a goal. Đầu tiên nha, trái banh, áo thun, đá, ghi bàn. Rồi, đọc lại nè. Ball, t-shirt, soccer, football, kick, score or goal. Rồi, bây giờ cô sẽ mời các bạn đọc lại luyện phát âm nha. Bạn đầu tiên cô mời Tiếng Phương. Tiếng Phương. Rồi, Tiếng Phương đọc cho cô từ này. Ball. Chính xác. Từ này đọc sao nhỉ? T-shirt. T-shirt. Bóng đá. À, đọc football. À, football thì dễ rồi ha. Từ này đọc theo cô nè. Soccer. Soccer. No, không phải là circle mà là soccer. Soccer. No. Con đập cái con tròn cái miệng con ra. Soccer. 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 Chính xác. Football. Football. Từ này. Đá. Đá trái banh đi là gì con? Đá trái banh. Đây nè, từ cô đang bôi xanh nè. Kick. Ghi bàn. Cầu thủ Quang Hải hay ghi bàn vào lưới đấy? Từ ghi bàn là gì? Không chỉ biết. À, đọc theo cô nhé. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Rồi, đọc lại. Không đọc là score, mà đọc là score. Score. Nào, làm lại. Con nghiến hai hàm răng của con lại như cô này. Như kiểu con nghe răng ra cười. Con nghiến nè. Score. Score. Chính xác. Bây giờ con đã đọc đúng rồi. Đọc lại nào. Score a goal. Goal. Again. Lại lần nữa. Score a goal. Chính xác, ok. Thank you bạn Tiến Phương ha. Rồi bạn tiếp theo, cô mời Hải Đăng. Hải Đăng. Yeah. Ok. What is it? Look at a picture one. What is it? Ball. Yes. And the picture three, what is it? Đây là hành động này, bạn dùng cái chân đánh cái banh đi. Không, bạn này bạn dùng cái chân đá cái trái banh đi. Đọc là gì? Từ đá đi nè. Từ đá là gì con? Từ đá đọc là kick. Kick. Again. Kick. Kick. Đúng rồi.
Rồi, nhớ nha. Bạn này bạn dùng cái chân của mình đá với banh đi, đọc là kick. Rồi, còn bức tranh cuối cùng. Circle. No. Ghi bàn. Con có thấy bạn này bạn đang hướng cái banh đá về phía khung thành không? Cái này là động từ ghi bàn. Ghi bàn là sao? Rồi, đọc theo cô. Score a goal. Score a goal. Rồi, con nghiến cái răng của con lại. Nghiến hai hàm răng trên và dưới. Chính xác, bây giờ thì đúng rồi. Score a goal. Again. Score a goal. This picture? What is it? The number four or the number three, what is it? Cake. Cake. And the number two? T-shirt. Yes, and this one? Ball. Ball. The name of sao? Đá banh, đọc là? Soccer. No. Soccer. Cur, chứ không phải local. Soccer. Này đọc là soccer. 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 Football. 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 No, football. Football. Again, football. Football. Hải Đăng, I'm waiting for you. Football. Football. Yes, okay. Thank you, Hải Đăng. And the next one, cô mời Khánh Nam, please. Hải Đăng, you can turn off your microphone. Rồi, bây giờ tới Khánh Nam. Khánh Nam nhìn hình rồi đọc cho cô nha. This one, what is it? Cake. Cake, yes. So, what is it? Ghi bàn. Ghi bàn đọc sao nhỉ? Đọc đi, con đọc cho cô sửa. So, rồi, đọc theo cô. So, no. Đọc là score a goal. Score a goal. Rồi, nghiến cái răng lại đọc âm. Score. Score. Rồi, again, score. Score. Lại, score. Score. Chính xác, score a goal. Score a goal. That's right. So, this one, what is it? T-shirt. Yes, t-shirt. And the last one? Ball. Ball, yes. Rồi, đáp án đọc là? Shoot. Soccer. No. Yes, again. Soccer. 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 Again, hand please. Football. 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 Ball. Football. Footballer. No, không đọc là footballer, mà đọc là football. Football. Okay, soccer. Sock. No, không đọc là sock, mà con đọc là soccer. Sock. Không có, không phải là sock, mà là soccer. Cái từ cờ, con phải nói nó ra được. Soccer. Shock. Soccer. Shock. Sai. Cái chữ cờ con đọc ra thành với chữ cờ cho cô nào. Soccer. Soccer. Chính xác. Rồi, cảm ơn Khánh Nam nhiều nha. Con làm rất tốt. Rồi, the next one, cô mời bạn Minh Châu. Yes. Okay. Minh Châu, tell me what is it? Không, em trả tiền rồi. Ôi, trừ tiền mà. Đã trả tiền. Ghi bàn là gì? 638.000 nha.
Ghi bàn là gì Minh Châu? Ừ còn combo của chị là 688.000 cơ mà. Minh Châu ơi, em không để ý có cái máy đấy. Ok, từ ghi bàn cô đang bôi xanh ở bên này. Đọc theo cô nào. Score a goal. Score a goal. Rồi, làm như thế này giống cô. Nghe răng ra cười. Hai hàm răng chạm vào nhau. To ra đẩy hơi mạnh lên. Score. Score. Chính xác. Score a goal. Score a goal. Score a goal có nghĩa là ghi bàn, ghi bàn vào lưới ấy. Đợi cô đánh lại cái chỗ này. Ghi bàn. Rồi, tiếp tục. Tell me what is it? The picture one. Ball. Chính xác. And the next one, what is it? T-shirt. T-shirt. And this one. Kick. Yes, kick. It means đá, lấy cái chân của mình, đá trái banh đi, gọi là kick. Rồi, à, cô cảm ơn Minh Châu nhiều nha. Thank you, Châu so much. And the last one, cô mời bạn Trúc Như. Yes. Trúc Như ạ. À. Rồi, ok. Trúc Như đọc theo cô nào. Ball. 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 T-shirt. 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 Không phải là teacher, mà là T-shirt. Không phải là teacher, mà là đọc theo cô. Shirt. 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 Rồi, đọc lại. T-shirt. 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 Rồi, cái T-shirt. Cái chữ shirt con có thấy cái đuôi T ở cuối cùng không? Đuôi T thì con phải thêm T. Đọc lại nào. T-shirt. T-shirt. Sai rồi. T-shirt. T-shirt. Con có thấy đây là chữ S không? Chữ S nè. Chữ S hờ này con cũng đọc là S luôn. À, chữ S đó con phải đọc là shirt. T-shirt. Đọc lại. T-shirt. Chính xác. Tiếp theo, soccer. Soccer. Football. Football. Yes. Kick. Kick. Score a goal. Score a goal. Okay, that's right. À, rồi bây giờ nhìn vào hình nhé. Tell me what is it? The second picture. Minh, Trúc Như. The picture to the second picture, what is it? Cô đang hỏi bức tranh số 2. Cái này là gì? Teacher. Sai rồi. T-shirt. T-shirt. Đúng rồi, đọc lại 3 lần. T-shirt. T-shirt. Cái từ shirt con phải thêm đuôi ti ở cuối câu. Đây nè. T-shirt. T-shirt. Giỏi. Rồi, tell me the second picture, what is it? T-shirt. Giỏi. And the next one, what is it? Cake. Cake, that's right. And this one? Bowl. Bowl, yes. And the last one? The last one? Đây có nghĩa là ghi bàn. Ghi bàn đọc là gì? Trúc Như, ghi bàn là gì cơ? Score a goal. Score a goal. Yes. Rồi, đọc lại từ này 3 lần cho cô. Score a goal.
Score a goal. Score a goal. Score a goal. Right, score a goal is mean give bang. Okay, you kick the ball inside there. Rồi, tiếp theo. Mình qua phần 2 nha. Listen, read and point. Mình thấy ở đây có hai bức tranh. Hai bức tranh. Rồi, một bức tranh này, bạn nữ này nói là I like soccer. This is my ball and my t-shirt. Rồi, bạn nam bên này thì nói gì đây? I like soccer. I kick the ball and score a goal. Cái câu này nó sẽ dễ bị lẹo lưỡi nha. Các bạn chú ý ở cái câu này. Đây sẽ là cái câu khó đó. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe. Nghe thử hai cái câu này nha. Listening 93. Listen, read, and point. Nghe, đọc và chỉ tay vào. Listen, read. End point. I like soccer. I like soccer. This is my ball and my t-shirt. This is my ball and my t-shirt. I like soccer. I like soccer. Kick the ball and score a goal. I kick the ball and score a goal. Rồi đầu tiên nè, cô và các bạn cùng phân tích xem cái lời thoại của bạn nữ đầu tiên nè. Bạn ghi là gì đây? I like soccer. I like soccer. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bạn nào biết không? Cô mời Khánh Nam. Khánh Nam, con có biết I like soccer nghĩa là gì không? Nghĩa của câu này là gì nè? Khánh Nam, do you know what it means? Dạ. Con có biết cái nghĩa của cái câu I like soccer nghĩa là gì nhỉ? I like soccer. Từ like nghĩa là thích. Thích. Từ like nghĩa là thích. Thích thì nãy mình nói là con thích con nói là I like. I like apple. No, thích bóng đá cơ mà apple là quả táo. Không nghe. I like soccer. I like soccer. No, không phải là sock, mà phải đọc cái từ khờ luôn. Soccer. I like soccer. Cờ. Âm cờ chứ không phải là chữ K. Âm cờ chứ không phải âm K. I like soccer. I like soccer. Đọc lại soccer. Soccer. Chính xác. Đọc 3 lần soccer. Soccer. Rồi, đọc lại cả câu nè. I like soccer. I like soccer. Giỏi, I like soccer nghĩa là gì nhỉ? Cái từ like nghĩa là thích nè. Thích. Tôi thích môn thể thao. Soccer là gì con? Soccer là đá banh. Soccer là đá banh hoặc là đá bóng. Tôi thích đá bóng. I like soccer. Tôi thích đá bóng. Rồi, câu tiếp theo. This is my ball. Cô ghi ra nhé. This is my ball. Câu này nghĩa là gì? Cô mời Tiến Phương. Dạ. Okay. This is my ball. Con có thấy không? This is my ball. Cái từ this này có nghĩa là gì? Is. This is chứ không phải là it nha.
This is nghĩa là gì nhỉ? This is, đây là quả bóng của tôi. Chính xác, đây là quả bóng của tôi. Ball là trái banh, trái bóng. My là của tôi. This is là đây là. Đây là trái bóng của tôi. Ơi con nghe. Cô thì gọi là trái banh kìa. Gọi là quả bóng được không cô? Quả bóng hoặc là trái banh ha, cô ghi là trái banh đi. Đây là quả bóng đi. Đây là quả bóng của tôi. Rồi, thêm một câu nữa. Bạn này bạn ghi là and my t-shirt có nghĩa là và áo thun của tôi, and có nghĩa là và. And là và nhá. Cô bổ sung thêm nè, like là thích. Để cô sắp xếp lại cho nó. Từ like là thích. Rồi, and là và. Tiếp tục qua cái lời thoại bên này. Bạn nam bạn nói gì đây? I like soccer. Bạn này bạn cũng nói một cái câu y chang. I like soccer. I like soccer là tôi thích đá bóng. Rồi, bạn nói tiếp gì đây? I kick the ball. Kick the ball. Một câu nữa. I kick the ball. Đợi cô xíu. Rồi. Bạn nam bạn ghi là I kick the ball. I kick the ball. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cô mời bạn vừa nãy Tiến Phương rồi Khánh Nam rồi mời Minh Châu. Yes. I kick the ball nghĩa là gì nhỉ? I là tôi. Tôi kick. Tôi đá. Tôi đá cái gì? The ball nghĩa là gì? The ball nghĩa là gì con? Ball, từ ball này nè. Ball là quả bóng. Thế thì dịch lại nào. Tôi đá bóng. Tôi đá quả bóng. Đúng rồi, cái chữ the này. The này nó là một cái từ vô nghĩa. Nó không có nghĩa trong tiếng Việt. Rồi, bây giờ con dịch là tôi đá quả bóng. Rồi, bạn còn nói thêm nữa là and score a goal. And score a goal có nghĩa là và ghi bàn. Score a goal là ghi bàn. Rồi, bây giờ cô và các bạn cùng đọc lại cái hai câu này nha. Rồi, bạn đầu tiên cô mời Trúc Như. Yes. Trúc Như đọc và dịch cho cô câu này. Đầu tiên đọc tiếng Anh trước. Bạn nào đang tắt mic vậy? Tắt mic cho cô nào để mic của bạn Trúc Như đọc. Rồi Trúc Như đọc đi con. I saw. Lại nào, I like soccer. I like soccer. Sao nữa nè? Keep going, tiếp tục đi. This is my ball.
Thứ này đọc là gì? And. Đọc lại and. And my teacher. T-shirt. T-shirt. Cái từ shirt thêm đuôi ti cho cô coi. T-shirt. 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 Không phải là t-shirt mà là t-shirt. Chữ s con s ơ tờ ớt shirt. Shirt. Đọc lại nè. T-shirt. Ờ đúng rồi, t-shirt. Rồi đọc lại cả câu. I like soccer. This my ball has my t-shirt. T-shirt. Từ này đọc là gì? Has. Sao lại là has? Ờ, phải lập là and mới đúng chứ. Rồi đọc lại cả câu. Chưa đúng. I like soccer. Đọc lại cái từ like này thêm cái đuôi K cho cô coi. I like soccer. This is my ball. And my teacher. Đọc lại t-shirt. 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 Sai rồi, con đọc vẫn sai. Cái từ shirt này nè, con hình dung nó như là cái chữ s nặng của Việt Nam á. Nó như này nè. S ơ tờ ớt nặng shirt. Đây nè. Đọc là t-shirt. T-shirt. Rồi đúng rồi. Cái từ này đọc là this. Chỗ nào mà con thó có thấy cái chữ s á thì con phải xì ra. Nè cô đọc lại cả câu, Trúc Như lắng nghe nha. I like soccer. This is my ball. And my t-shirt. Rồi, Trúc Như lặp lại theo cô. I like soccer. This is my ball. And my teacher. Vẫn sai cái từ T này, con tại sao con đọc là teacher được? T-shirt, còn nãy giờ con đọc là t-shirt. Sao hoàn toàn? Có chữ s thì đọc sao? Thì đọc bằng âm s. T-shirt. T-shirt. Giỏi. Đọc lại cả câu cho tới khi đúng, hoàn chỉnh. I like soccer. This is my ball. And từ nào là and chứ không phải là hand. And my t-shirt. Sao lại đọc là shirt? Cái chữ này là chữ s mà đâu phải là chữ chờ đâu con. T-shirt, shirt, sờ cong lưỡi chứ không phải là chờ. T-shirt. T-shirt. And t-shirt. And t-shirt. T-shirt. Rồi Trúc Như đọc lại. I like soccer. Cái từ like này phải thêm đuôi k vô. I like soccer. This is my ball. And
N huyền N chứ không phải là hèn. Đọc lại and. And my teacher. Lại teacher. Sai rồi. T-shirt. T-shirt. Rồi lại một lần nữa. I like soccer. This is my ball. And my teacher. Yes, that's good, honey. I like soccer. This is my ball. And my t-shirt. Rồi, bây giờ dịch ra cho cô nào. Tôi thích đá bóng. Ừ. This is nghĩa là gì? Đây là... Như ơi, this is nghĩa là gì? Con không biết. This is đây nè. Đây là, this is nghĩa là đây là. Đây là ball. Quả. Quả bóng của ai? Mai là của ai đây? Tôi thích đá bóng. Tôi thích đá bóng sao nữa? Và đây là áo thun. Nè, dịch lại không có bị rối nè. This is nghĩa là gì? Đây là ball là gì? Quả bóng. Mai là gì? Mai là của tôi. Mai hai chấm của tôi. Rồi, dịch lại cho cô. Đây là của tôi quả bóng. Con không có dịch đây là của tôi quả bóng, mà con phải dịch đảo ngược lại. Đây là quả bóng của tôi. Đây là quả bóng của tôi. Và áo thun. Và áo thun gì? Mai là gì con? Của tôi. Rồi dịch lại cả câu. Tôi. Tôi thích đá bóng. Đây là quả bóng của tôi và áo thun của tôi. Yes, okay, that's good. Rồi, qua tới lời thoại thứ hai nha. Rồi lời thoại thứ hai này Trúc Như đọc cho cô nè. I like soccer. Tiếp tục, keep going. I kick the ball. Từ này đọc sao Như? Nhanh lên nè. And score. Đọc lại score. Tiếp tục score. Gì? Từ này đọc là gì? Go. Rồi đọc lại. I kick
Sao đọc nữa? I kick the, gì nữa? The the ball. The ball. And shot a goal. A goal. Scar chứ không phải là saw mà đọc là scar. Rồi đọc lại một lần nữa. I đọc từ đầu luôn. I like soccer. I like soccer. Tiếp tục. I im lặng. Kick the ball and shot a goal. Đọc lại cho cô từ này. Score. Sao lại score? Score. Score. Rồi lại từ đầu. I. I like soccer. Soccer. Lại từ đầu. I. I like soccer. I kick the ball and saw. Lại saw. Con lại đọc saw rồi. Đọc sao? Từ này đọc sao? Trúc Như. Score. Score. Nè, chữ S đứng trước, sau đó tới chữ C, chữ O, chữ R, E này thì cong lưỡi lên. Còn C với O thì đọc là core. Thêm chữ C đằng trước con đọc là score. Score. Tại sao con lại bỏ qua chữ C này rồi con đọc là so? Thế thì chữ C này đi đâu? Nó đi ra ngoài sọc rác rồi à. Nào lại từ đầu. I like soccer. I kick the ball and sao từ này đọc sao? Cô chỉ bao nhiêu lần rồi? Nãy giờ cô chỉ 10 lần rồi. Âm cờ bằng O. Score. Score. Chứ không phải là so. Đọc lại 3 lần. Score. 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 Thêm 3 lần nữa. Score. 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 Rồi. Lại từ đầu nè. I like soccer. I kick the ball and saw. Lại saw. Oh my goodness. Nào sửa lại cho cô. Sửa thành sao? Saw. Sao lại saw? Cô vừa mới cho con đọc 6 lần tất cả. Score. Score. Đọc thêm 3 lần nữa coi nào. Score. 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 Con có được đọc là so không Trúc Như? Không. À, con phải đọc là sao? Score. Rồi bây giờ nhớ chưa? Rồi. Rồi vậy thì đọc lại từ đầu. I like score. Cái gì vậy? Từ này đọc là gì? Đáp án đọc là gì? Soccer. Soccer. I kick the ball and tập sao? Một, hai, ba,
Từ này đọc sao? Trúc Như à. Trúc Như. Dạ. Scar. Scar. Sao vậy? Ý là sao con không nhớ được cái từ này? Nó dễ mà. Nè, chữ C đằng trước thì con đọc là sau đó tới cái chữ C O R E. Chữ này thì con đọc là car, car. Ghép vào chữ C đằng trước thì sẽ thành scar, scar. Chứ tại sao con lại bỏ qua chữ C rồi con đọc là sar? Đọc lại 3 lần. Chữ này đọc sao Như? Scar, scar, scar. Rồi, lại một lần nữa coi. I like. I like soccer. I kick the ball and saw. Oh my gosh, tại sao lại là saw? Trúc Như, từ này đọc sao con? 20 phút rồi, 20 phút rồi Như à. Cô và con, cô các bạn chờ con 20 phút rồi, từ này đọc sao? Nói lại cô nghe. Như. Scar. 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 Nhớ chưa? Rồi. Như. Có chắc là rồi dạ. Không? Con có chắc là con nhớ rồi không? Bây giờ cho con đọc lại cả câu này một lần nữa, kiểu gì con cũng đọc là score. Đọc lại coi. Score a goal. Score a goal. Đọc 3 lần. Score, score, score. Đọc score a goal 3 lần luôn cơ. Score, score, score. Con đọc là score, score a goal. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Đấy, con lại đọc là score. Đọc lại. Score a goal. 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 Ok, đọc 6 lần tất cả rồi nha. Bây giờ đọc lại nè. I like. I like soccer. Từ này đọc sao? Soccer. Soccer. Đọc lại. I like. I like soccer. I kick the ball and soccer. Nè, cô biết con sao rồi? Con bị lộn giữa từ soccer và từ score, đúng không? Dạ. Yeah. Con thấy ở trên này có s, o, c, r, e. Cái con cũng thấy nhưng mà vị trí nó hoàn toàn khác nhau. Nhìn đây nè Như. Nhìn đây nè, bây giờ cô đánh nha. Sock. Âm này sẽ đọc là sock. Rồi, đọc thêm là thêm chữ R và là K. Đọc là soccer. 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 Tiếp theo. Từ này sẽ là. Rồi, cô ghi chữ S đầu tiên thì con nó sẽ đọc là tức chữ C. A R E thì con đọc là score. Thấy nó khác nhau không? Một cái là soccer, một cái là score. Soccer là đá banh, còn score là ghi bàn. Được chưa? Trúc Như. Dạ. Is it okay? Ổn chưa con? Chưa. Trúc Như. Chưa hả?
Vậy đọc lại cái câu này coi. I like. I like soccer. Rồi đọc cho cô cái chữ ghi bàn coi. I like soccer. Rồi cái chữ ghi bàn là gì? Đây nè, chữ cô vừa mới đánh nè. Sao? Từ này đọc sao? So. Như ơi, tại sao lại là so? Nếu như con đọc so thì con phải ghi như thế này nè. Đó, như này mới là so. Còn nếu như mà cô thêm chữ cờ ở đằng giữa thì con phải đọc là score. Khi nào cô xóa cái chữ cờ này đi mới là so. Thêm chữ cờ và là score. Score. Được chưa Như? Như chưa nữa hả? Thế thì bây giờ đọc lại cho cô chứ bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ Trúc Như à, cô nói thật thì cô rất là buồn bởi vì Trúc Như 3 buổi học liên tiếp Trúc Như không có học bài về nhà. Nè cô nhớ buổi hôm mình mới quay trở lại á, thì Trúc Như nói là Trúc Như kiểm tra, Trúc Như đi học toán A cộng, toán tư duy gì đó, Trúc Như không có thời gian học bài. Xong rồi bữa hôm tuần trước thì Trúc Như nói là Trúc Như cũng chưa học luôn, nhưng mà lúc đó cô không nhớ lý do. Còn bữa hôm nay thì Trúc Như kêu là do mẹ Trúc Như đi, Trúc Như không có cái màn hình điện thoại, cái bài vở của Trúc Như để Trúc Như học. Đúng không? 3 buổi liên tiếp con không có học bài về nhà. Rồi bây giờ ở trên lớp á, thì có một cái từ là cái từ soccer với cái từ score thôi mà con cứ lẫn lộn hoài à. Nếu như mà bây giờ ở trên lớp cô không sửa được cho con thì về nhà con sẽ đọc sai. Cô đảm bảo với con, ở trên lớp con không đọc đúng thì về nhà con chắc chắn sẽ đọc sai. Rồi bây giờ ráng uống cái lưỡi đọc cho cô score. Score. Score a goal. Score a goal. Con đọc từ này 5 lần cho cô. Score a goal. 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 Rồi giỏi. Rồi đọc từ ở trên này. Từ ở trên này đọc sao Như? Đây nè, từ này đọc sao? Soccer. Oh, soccer. Rồi đọc lại. Từ dưới. Như. Ghi yeah. Bàn là chị Như. Sao Như. Ghi bàn đây nè. Đọc lại một lần nữa sao cô nghe được. Soccer goal là sai. Từ này thì đọc là soccer, còn từ này thì đọc là score. Nó đâu có giống nhau. Soccer. Score. Soccer. Score. Được chưa? Như chưa thì bây giờ phải tập trung, bởi vì con cứ khăng khăng là con phải đọc là so, cho nên là con không thể nào sửa được. Ngay cả cô nhé, cô nói nãy giờ 20 phút rồi. Không phải 20 phút đâu, có khi là cả 30 phút rồi đấy. 30 phút rồi mà Trúc Như không thể nào sửa được. Nào nói lại cho cô nào. Soccer. Soccer. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Score a goal. Rồi, đá banh. Đọc từ đá banh coi. Soccer. Không phải là soccer mà là soccer. Soccer. Ghi bàn. So. Sao lại là so? Cô nói làm sao? Từ này đọc là score. Có chữ cờ đây nè con. Đọc là score. Không có được đọc là so. Đọc lại. Score. 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 Đọc 10 lần coi. Score. 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 Rồi Trúc Như dừng stop. Có từ nào đọc là so không?
Vòng. Có từ nào đọc là so không? Vòng. Ừ, không có. Từ ở trên này, đá banh đọc là gì? Soccer. Còn từ ở dưới ghi bàn đọc là gì? Soccer. Ghi bàn, từ ghi bàn ở dưới chứ không phải là soccer. Soccer là đá banh. Còn ghi bàn là từ ở dưới này nè, đọc sao con? Soccer. Ghi bàn, cô đang bôi đen từ này mà. Từ soccer là từ ở trên này nè, còn từ ghi bàn là từ ở dưới này nè Như. Như. Từ dưới này đọc sao con? Từ dưới này đọc sao? Như, từ dưới này đọc sao con? So. Cô vừa mới nói với con cách đây 3 giây trước không có từ nào đọc là so hết. Hoặc là soccer, hoặc là score. Score, score. Chứ làm gì có từ nào đọc là so? Oh my goodness, cô hết cách với con rồi. Trời ơi. Cô bị ức chế luôn, cô đang rất là không hiểu làm sao mà như bị khựng cái chỗ đó, tại sao mà con cứ đọc sai cái từ này. Và nếu như mà bây giờ con đọc là so ago thì về nhà con cũng sẽ đọc cái từ đó là so. Đúng không? Đó là điều chắc chắn. Ở trên lớp con còn chưa sửa được thì huống chi là về nhà một mình con, đâu có ai chỉ cho con. Như ơi. Dạ. Như. Dạ. Mệt chưa? Con mệt chưa? No. Mệt rồi, thế thì cố gắng cho cô một lần cuối cùng thôi. One more time please. Ghi bàn đọc là score, score, score. Score. Score, score, score. Đá banh đọc là soccer. 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 Rồi đọc cho cô từ đá banh đọc là gì? Soccer. Rồi từ ghi bàn đọc là gì? Soccer. Từ ghi bàn ở phía dưới này nè con, từ này nè. Như nhìn vào con chuột đi. Soccer. Như. Soccer là từ này. Từ sock, o c ox s ox sock. Ơ soccer. Còn từ này đọc là gì? Như. Soccer. Oh my goodness. Rồi, thôi chút Như, con về nhà con nhờ mẹ con hoặc là ba con có ở nhà đúng không? Nhờ ba hoặc mẹ. Bây giờ mẹ đi rồi thì bây giờ nhờ ba. Sáng ngày mai là sáng chủ nhật, nhờ ba sáng mai chỉ cho con đọc cái từ này. Hoặc là nhờ ba bật cái video clip ở trên YouTube ngày hôm nay, cái video clip bài giảng ngày hôm nay, mở ra coi xem từ này đọc nhưng sao mà rồi. Con biết mở, con biết mở, bố con cũng biết mở luôn. Chờ có chị con biết mở thôi. Chị con hả? Ừ. Thế thì con nhờ chị con. Mà cô chị con lại bận bán vé nữa cô. Nhưng mà chị con có ở nhà, bán thì bán nhưng mà vẫn có lúc ở nhà chứ đúng không? Nhưng mà có lúc, nhưng mà thời gian rảnh dành cho cháu thì trong cháu tiêu rồi. Hỏi có một chữ này thôi mà, không bận tới mức mà không chỉ con một từ này được đâu. Con chạy lại con hỏi là chị ơi, chị chỉ cho em đọc từ này đi, score or go, score or go, chứ không được đọc là sore. Đây là cái điều mà cô rất là bức xúc trong buổi tối ngày hôm nay luôn á. Là tại sao mà cô dành ra hơn 30 phút để sửa cho Trúc Như có một lỗi thôi mà Như không sửa được. Mất hết thời gian luôn, cô không còn đủ thời gian để hỏi các bạn luôn ấy. Rồi, bây giờ cô chỉ còn cách là Trúc Như con phải tự về nhà con sửa lại cái từ này thôi. Bây giờ là trên lớp cô đã cố gắng hết sức rồi, chứ không phải là cô không cố đâu, cô cố lắm rồi. Từ tối tới giờ cô cố lắm rồi. Rồi cảm ơn con nha.
Rồi, cô hy vọng là về nhà con sẽ xem lại nha. Rồi, cô mời bạn tiếp theo. À, Minh Châu. Minh Châu. Yes, yes. Okay. Can you repeat the statement? Con có thể đọc cái câu này lên không? Yes. I like soccer. This is my ball and my t-shirt. Yes, okay. And this one, read this one. I like soccer. I kick the ball and score a goal. Yes, and score a goal. Rồi, bây giờ thì dịch ra cho cô nha. Vâng. Rồi, read it by Vietnamese, please. Tôi thích đá bóng. Đây là bóng của tôi. Chính xác. Và áo của tôi. Yes, very exciting. And this statement, can you read it by Vietnamese, please? Tôi thích đá bóng. Tôi đá. Là đá, đá trái. Tôi đá trái banh và ghi bàn. Score goal là ghi bàn. Okay, thank you Minh Châu. And bạn tiếp theo cô mời Tiến Phương. Dạ. Okay, Tiến Phương đọc cho cô câu này nè. Read this statement. Sao câu gì ạ? Đây, đọc cái câu này nè. Cô đang phóng to ra đây nè. Đọc tiếng Anh trước. I Like gì nữa? I like soccer. I like soccer. It's my ball and me t-shirt. Từ này đọc là my, không có đọc là me nha. Rồi, đọc lại cả câu nào. I am like. Làm gì có từ em ở đây? I like Đá bóng đọc là soccer. I like soccer. Is my ball and my t-shirt. Yes. Rồi, tiếp tục qua câu thứ hai nào. Tiếp tục nè, đọc tiếp cho cô. Con ơi, I like. Từ này đọc là like. I like Soccer. I Từ đá vừa nãy mình đọc rồi. Kick. I like soccer. Kick. I like soccer. I kick the ball and score a goal. Score a goal. Again, score a goal. Score a goal. Scar. Scar a goal. Scar. Scar a goal. Scar. Không phải là star mà là scar, chữ cờ. Scar. Scar. Sai rồi. Scar. Tiếng Phương. Dạ. Đọc theo cô. Scar. Scar. Chính xác. Scar a goal.
Score a goat. Rồi, đọc lại cả câu. I like. Đá banh đọc là gì trời? Soccer. Con đọc từ này 3 lần cho cô coi. Soccer. Rồi, đọc lại. I like soccer. Kick the ball and is a goal. Score a goal. Vừa nãy giờ cô góp ý, cô giảng cho bạn Trúc Như con có đọc không? Bây giờ lại thêm một nhân vật nữa. Ôi là trời. Nào đọc lại theo cô. Những từ sau đây. Soccer. Like. Soccer. Kick. Scar. Không có là score mà là con nghiến cái răng lại, con đẩy hơi. Score. Đẩy hơi theo cô. Score. Đẩy hơi bằng cách nghiến răng chứ không có phải là sờ. Đọc lại. Score. Đúng rồi. Đọc lại nào. I like. Nhìn vào chữ và đọc xem nào. Soccer. Không có phải là sock mà là soccer. Soccer. Đọc lại. I like soccer. Từ đá là gì? Kick. Đọc lại. Kick. Không phải là kick mà là kick. Cả câu nào. I kick the ball and is and scar. Okay, thank you. Rồi về nhà, con sẽ luyện cho cô cái câu scar a goal nha. Rồi. Ừ. Có vẻ là cái bài này quá sức với cả lớp mình hay sao ta? Rồi Khánh em. Ủa Tiếng Phương sao nãy giờ không bật camera lên con? Tiếp theo mời Khánh Nam nè. Yes. Ok, Khánh Nam đọc câu này cho cô nè. I like soccer. This is my ball and my t-shirt. Yes, and the next statement, here, okay, read it. I like soccer. I like soccer. Không phải đọc ra cái chữ khờ chứ không phải đọc là sock, không có đọc là âm k, mà là con đọc là cờ, soccer. I like soccer. I kick the ball and score and goal. Yes, okay. Rồi dịch ra cho cô nghe nào. Từ đầu tiên, I like soccer nghĩa là gì nhỉ? Tôi thích đá bóng. This is my ball
nghĩa là đây là bóng. Dịch từ bóng trước bóng, bóng. Của tôi à, của tôi và em là và áo thun của tôi à, rất chính xác, và áo thun của tôi. Rồi tiếp tục câu ở dưới này nào, vẫn là I like soccer nghĩa là gì nhỉ? Tôi thích đá bóng. Ừ, I kick tôi the ball. Đá. Đá bóng. Cái gì? Ờ, à, tôi đá cái bóng. Và score a goal nghĩa là ờ à, và ghi bàn. Rồi các bạn ơi, các bạn sẽ có 2 phút. Các bạn sẽ có 2 phút để nhờ ba hoặc mẹ của mình, hoặc là mình tự chụp cái màn hình của mình lại. Đây, các bạn sẽ chụp cái trang Word này nè, là cái phần bài mới, phần từ vựng cũng như là cấu trúc câu. Nhanh lên nha. Từ từ để cô mở lại. 2 phút. Chụp xong rồi chúng ta nghỉ nè. Bài tập của chúng ta sẽ là quay video clip đọc cho cô hết nguyên một cái trang này luôn, hết nguyên một cái trang Control 3 này nè. Mình sẽ chụp hình lại rồi mình đọc lại. I like soccer, this is my ball, I kick the ball. Rồi đọc cái từ ball, t-shirt, soccer, football, kick, score, goal. Đọc hết cho cô nha. Đặc biệt hai bạn sau đây, Trúc Như và Tiến Phương. Trúc Như và Tiến Phương, hai con phải về nhà bắt buộc quay video clip này nha. Rồi các bạn chụp xong chưa? Con chưa chụp. Ờ, tự nhiên đang học luôn á. Rồi chụp xong hết chưa? Dạ rồi. Ok, cô tắt đi nha. Bạn nào chưa xong thì lên tiếng nè. Rồi xong hết rồi đúng không? Rồi. Vậy thì bài tập của chúng ta sẽ là quay video clip đọc từ vựng mới và các câu mới nha. Ok, bye. See you tomorrow. Bye bye teacher. Mở, yes. Mở cái thứ hai á. Mở cái thứ hai á mẹ ơi. Ngon là cái nào? Đó. Thấy không? Bye bye. Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye. Goodbye teacher. See you again. See you again. Yeah, see you. And then back. Các bạn có thể leave out the room rồi ha.